mà. Hả? Hả? Cái lửa nó cháy à? Hàng nữa. Trăm chín nghìn một cân. Chờ cho họ vơi hết đi làm phút nữa coi như là hết mẹ con lợn. Theo bên anh kịp. Hôm nay ăn ở trên này là ngon rồi. Trời nó mát này. Là ngon đúng không? Trăm chín mươi nghìn một cân. Không phải, cái kia trăm ba hơn nữa. À. Ai da, cá leo quá. Mấy ba ra đi. Mà con này to ấy nhỉ? Con này trong làng ấy. 80 cân không con này anh? Đấy đây nhỉ? Thánh khê, thánh khê lên đây cá. Thánh khê lên đây. Ấy da, wow. Tất xong thì có quay thánh khê đã lên trên núi Sơn đúng không?
Không phải lên anh quay mấy con, mang mấy con lên. Hai con. À đây một con nữa. Hai con nhá. Được. Bảy lăng bảy. Chất tràng dân tộc bảy lăng anh nhờ. Bảy lăng. Ê, rơi bánh, không sao. Không sao thôi, đi lấy. Mấy bà hôm nay không hát gì à? Đi có chưa bạn nhờ? Ăn cơm xong hát chứ. Ông có cái quả băng à? Ông có cái quả băng không?